Ngày 10 tháng 10, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trương Phước Cường, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, trú quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tối ngày 9 tháng 10, người dân phát hiện ông LCT, sinh năm 1974, ngụ quận Bình Thạnh, nằm gục ở con hẻm địa chỉ số 440, đường Nô Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi người dân tới kiểm tra thì thấy ông T đang thoi thóp bên vũng máu nên báo công an. Công an có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông này đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông T tử vong với vết đâm ở vùng bụng và cổ. Tối cùng ngày, Cường tới công an đầu thú khai nhận đâm chết ông T. Cường khai sinh sống trong nhà trọ với nạn nhân, cả hai thường xuyên mâu thuẫn về việc phơi đồ. Chưa cùng ngày, cả hai lại xảy ra mâu thuẫn về việc này nên cự cãi. Trong cơn bực tức, cả hai người dùng dao và kéo tấn công nhau. Sau đó ông T bị Cường dùng dao đâm vào bụng, cổ dẫn tới tử vong. Gây án xong, Cường chạy ra cầu Bình Lợi vứt con dao rồi tới công an đầu thú. Ông T từng mang tiền án tội cố ý gây thương tích và mua bán trái phép chất ma túy.